Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Giăng đoạn 1 câu thứ 7. Đây là câu kinh thánh nói về Giăng Báp-tít. Ông Giăng Báp-tít đến để làm chứng. Và ông làm chứng về cái gì? Về sự sáng. Mục đích của sự làm chứng là để cho người ta tin, đúng không? Đây. Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Và cái sứ mạng làm chứng về Chúa cũng là sứ mạng mà Chúa trao cho mỗi người chúng ta, chứ không phải chỉ có Chúa Giêsu, không phải Giăng Báp-tít, không phải là Phaolô, không phải là Phêrô, mà mỗi chúng ta, mỗi tín đồ là một chứng nhân. Đấy. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu tín đồ là chứng nhân, tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, có bao nhiêu người là chứng nhân cho Chúa? À, mình có biết à, mình là chứng nhân cho Chúa đây. Mình là chứng nhân cho Chúa quan trọng không? Người làm chứng quan trọng quý vị. Chẳng hạn như là khi ra tòa đó, người ta rất cần những người làm chứng để giúp cho cái sự thật, tìm ra sự thật, để bên vực cái sự thật, để chống lại những cái sự giả, sự xấu, phải không? Bây giờ nếu không có bằng chứng, người ta có thể bịa ra đủ bằng chứng hết. À, ta có thể bịa ra. Nhưng bây giờ có người làm chứng là mắt của tôi thấy, tai của tôi nghe, tôi có mặt ở đó, không phải như vậy đâu, mà như thế này. Không phải người này đều sai mà người này đúng, đúng không? À, không phải người này đúng mà là họ sai. Thì đó là cái vai trò của chứng nhân, nó rất là quan trọng. À, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau về thế nào là làm chứng, và cái cách nào để chúng ta trở thành một chứng nhân, bởi vì đây là rất quan trọng. Nếu tín hữu không phải là chứng nhân thì không bao giờ hội thánh phát triển. Thường thường đó là quý vị thấy rằng chỉ có một mình ông mục sư ông giảng thôi, đúng không? Thường thường là như thế. Và từ chỗ đó chúng ta thấy rằng là ông mục sư thì ông chỉ giảng ở trong nhà thờ, ông chỉ giảng cho những người tín hữu thôi. Thì làm sao mà đạo của Chúa có thể phát triển được? Và rất cần những chứng nhân. Và những chứng nhân đó không phải chỉ có một hai người, nhưng mà Chúa muốn tất cả chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa. Bởi vì chúng ta được cứu mà, đúng không? Bởi vì Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được nhiều điều tốt lành mà, làm sao mà không nói ra. Như vậy thì vấn đề tại sao mà có nhiều người không có muốn làm chứng nhân. Quý vị nhớ cái người mà bị quỷ ám, thì ông ta mới vừa được Chúa chữa lành thôi, đúng không? Chứ ông không phải làm theo Chúa 1 năm, cũng không phải là theo Chúa 10 năm, và ông cũng không có được học gì nhiều hết. Ông được Chúa chữa lành, và sau khi ông được Chúa chữa lành thì ông xin đi theo Chúa để ông muốn làm chứng cho Chúa, nghe không? Hầu với Chúa. Nhưng mà Chúa nói rằng cái cách tốt nhất đối với ngươi là hãy trở về trong vòng bà con ngươi, và hãy nói lại, hãy thuật lại, hãy làm chứng lại những điều mà Chúa đã làm ở trên đời sống của ngươi. Đấy. Như vậy thì quý vị thấy là việc làm chứng nó không có cần phải chúng ta phải có một cái thời gian thật là dài. Chúng ta phải là cái người theo Chúa lâu năm, chúng ta phải là được học hỏi rất là nhiều, chúng ta mới làm chứng. Không phải. Phải không nào? Như vậy thì không có cái lý do để chúng ta nói là tôi mới theo đạo cho nên tôi không làm chứng, đúng không? Đúng không? Và càng lại không có lý do cho người theo Chúa lâu năm nữa. Người mới theo đạo cũng không có lý do để mà nói thôi tôi mới theo đạo, đúng không? Thì cái người lâu năm lại không thể từ chối cái công việc này. Nhưng trên thực tế thì chúng ta thấy rằng có rất ít những người làm chứng về Chúa. Này, rất ít. Lý do là người ta sợ phiền. Giống như bây giờ xin bà làm chứng trước tòa giùm tôi nha. Nếu mà mình không sợ ngại và mình rất là yêu mến sự thật, mình muốn bên vực sự thật, thì mình sẽ nói được rồi, tôi sẽ đi làm chứng.
đúng không này? Còn một số người thôi phiền quá, bận quá, không có thời giờ, hoặc là không có thời giờ, hoặc là chúng ta sợ phiền, tại vì khi mình ra mình làm chứng cũng phiền lắm chứ, có đúng không? Nên khi quý vị nói về Chúa cũng sẽ phiền, người ta cũng sẽ trách quý vị, cũng sẽ có những cái điều người ta không có bằng lòng với quý vị, đúng không? Dạ, và đó là lý do mà chúng ta không muốn làm chứng. À, hoặc là chúng ta đã có lần bị người khác, bị ma quỷ và bị thế gian này họ ức hiếp mình, giống như họ nói những cái điều gì đó nó nặng quá. Chúng tôi có nhiều khi đi làm chứng đưa người ta với Chúa thì người ta đuổi ra, ví dụ như vậy. Một lần như vậy cũng buồn lắm chứ, đúng không? Mình tới nhà người ta nhưng mà ông chồng đó ông say rượu cho nên ông đuổi ra, ông không có chớ. À, bà vợ thì muốn mời về nhà để mà nói chuyện về Chúa cho ông chồng, nhưng mà khi anh em trong cái đoàn của hội thánh đến, chúng tôi đến thì đuổi, gọi là đuổi một cách rất là, gọi là không có lịch sự gì khác. Nhiều người đi vào cái công tác phục vụ Chúa không được chào đón, không được tiếp đãi, không được tôn trọng thì chúng ta không muốn làm chứng. À, hoặc là có thể chúng ta cũng không có nhận được cái ân phước gì. Cảm ơn anh. Nhưng mà theo Chúa mà buồn quá. Không có gì phước hết. Không có gì hết, không có gì để nói đó. Chúng ta cũng không muốn làm chứng. Cảm ơn nè. À, như vậy thì hôm nay tôi muốn nói với quý vị làm chứng là cái gì? Làm chứng tức là chúng ta nói lại, thuật lại những điều mà Chúa đã làm trên đời sống của mình. Những điều mình kinh nghiệm về Chúa. Chứ không có phải là chúng ta nói theo. Làm chứng không có nghĩa là chúng ta nói theo tôi thì nên theo đạo Chúa. Mà không nói câu đó. Mà không thể nói rằng Kinh Thánh nói như thế này, Kinh Thánh như thế kia. Kinh Thánh nói nhưng mà đó đâu phải làm chứng, mình có kinh nghiệm gì đâu. Cái đó là Kinh Thánh nói. Họ nói thôi tôi không muốn nghe Kinh Thánh. Đừng có đọc Kinh Thánh cho tôi nghe. Phải không? Tôi muốn nghe cái câu chuyện của cuộc đời chị, cuộc đời anh ấy. Đó là điều người ta muốn nghe. Người ta muốn mình nghe làm chứng mà. Chứ không phải là mình nói thay thế của một số người là hiểu lầm cái sự làm chứng, giống như là mình rao giảng. Cho nên họ đóng vai của một mục sư chẳng hạn. Họ ra họ nói về tin lành, họ giải thích lý luận rồi nghe nó cũng có bài bản lắm. Nhưng mà cái người ta không muốn nghe điều đó. Bởi vì nếu nghe điều đó thì họ nghe mấy mục sư. Dĩ nhiên là mấy mục sư cũng nói hay hơn. Các bạn nè. Mà người ta còn không muốn nghe nữa. Nhà thờ mở cửa welcome hết mà người ta còn không muốn tới. Muốn chi là bây giờ mình ngồi mình nghe một người nào đấy giảng đạo, họ không thích. Quý vị thấy đó, họ không thích. Vì vậy cho nên cái việc của chúng ta là gì? Chúng ta cần phải biết làm chứng, tức là chúng ta nói lại những cái điều rất là thật. À, mỗi chúng ta thật sự trải nghiệm. Và nếu chúng ta không có trải nghiệm, ví dụ như bây giờ mình không có trải nghiệm gì cả, ví dụ như mình một cái vụ tai nạn nó xảy ra, mình nói cho tôi làm chứng cho. Mà nói bà có mặt ở đó không? Bà có thấy gì không? Cái đúng không? À, bà nói không, bữa đó tôi ở nhà, tôi nghe người ta nói, tôi nói lại. Thôi thôi, khỏi cần mà làm chứng. Đúng không nè? À, chính bà phải là cái người có mặt ở đó, bà mới làm chứng chứ. Đấy. Cho nên quý vị thấy đó, nếu mà chúng ta không trải nghiệm, mời có hả? Ghế còn trống nhiều lắm mà. Hả? Rất kỳ á. Nếu chúng ta không có kinh nghiệm về Chúa, chúng ta không thấy mà được phước gì hết, thì chúng ta không có làm chứng. Không có làm chứng, đúng không nào? Vì chúng ta nói cái gì? Nếu kể ra hỏi sao thề Chúa là sao, thôi buồn lắm chị ơi, hôm nào cũng đi nhà thờ cực quá. Dạ. Ấy nhà thờ còn phải thế này thế kia, lâu lâu nghe giảng nhức đầu lắm. Vậy là cho làm chứng, đúng không? À, không thể làm chứng được vì mình không có nhận được cái ân phước, đúng không? À, như vậy thì mình phải cầu nguyện Chúa ơi, Chúa cho con kinh nghiệm. Bởi vì nếu con không có kinh nghiệm thì con nó làm chứng được. Mà Chúa có muốn chúng ta kinh nghiệm không? Chúa rất muốn chúng ta kinh nghiệm. Quý vị nhớ nghe, Chúa rất muốn ban phước cho chúng ta. Chúa rất muốn làm những điều diệu kỳ trên đời sống của chúng ta. Chúa muốn công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra
qua gia đình của chúng ta, qua cuộc đời của chúng ta. Quý vị nhớ nghe, đây là một điều mà quý vị để ý, là Chúa không phải là Ngài không muốn ban phước cho chúng ta. Hãy nhớ như vậy. Mình không muốn, mình khao khát cái sự ban phước không bằng Chúa. Chúa muốn ban phước cho mình, nhưng mà mình không có cho Chúa ban phước. Mình không có tin Chúa để mà Chúa ban phước cho mình. Mình không có vâng lời Chúa để mà Chúa ban phước cho mình. Và đó là lý do mà chúng ta không nhận được gì hết. Có một số người theo Chúa thật sự mà nói là không nhận được gì hết. Có người thậm chí là hầu về Chúa cũng buồn lắm. Có một ông mục sư, ông nói với tôi, ông nói, thưa mục sư, giống như Chúa gọi lộn tôi đó. Tôi không có muốn học về Chúa thế nào hết. Tự nhiên Chúa đưa tôi vào cái chức vụ mục sư này. À, ông nói thật á. Tại vì ông cảm thấy nó phiền quá, nó mệt quá, nó chán quá, nó không được cái gì hết. Phải không? Như vậy thì nếu mà bây giờ có ai hỏi ông là có nên hầu Chúa không, thì chắc là ông sẽ nói là thôi, xét lại, đúng không? À, có nhiều đứa con của mục sư á, tôi hỏi nó, tôi gặp nó ở bên Mỹ nè. Rồi tôi gặp một cái gia đình con của mục sư cũng không phải là nhỏ nha, mục sư cũng có vị trí. Rồi tôi hỏi là em có muốn sau này muốn trở thành mục sư không? Nó kêu never. Nó nói mà tôi nghĩ rằng nó trải nghiệm một cái cuộc sống mà tại sao không phước hạnh gì hết. Quý vị thấy chưa nào? Và nếu như vậy thì làm sao mà con của mình nó đi học về Chúa được? Làm sao mà làm thành chứng được? Không thể làm chứng được, phải không nào? Nếu chúng ta học về Chúa, nếu chúng ta theo Chúa mà chúng ta không có trải nghiệm về ơn phước của Chúa, thì đừng có bao giờ bằng lòng, đừng có bao giờ ráng, đừng có bao giờ nó thương kệ đó ha. Mình bỏ Chúa kỳ lắm. Hãy cầu nguyện với Chúa, hãy thưa với Chúa, giống như ông Gia-cốp á, ông nói rằng ông vật lộn với Chúa, ông nói Chúa không ban phước cho tôi không cho đi à, Chúa phải ban phước cho tôi. Đấy. Và Kinh Thánh nói rằng ông Gia-cốp đã thắng á. ông nằng nặc, ông đòi Chúa biết, mà Chúa phải thua, ông phải chấp nhận ban phước cho ông. Vì thế chưa? Cho nên khi nếu mình chưa được phước thì với Chúa rằng Chúa ơi, con không chịu, con muốn kinh nghiệm về Chúa, bởi vì Chúa là quyền năng, Chúa là yêu thương, Chúa là đấng tốt lành, thì tại sao mà con không nhận được? Tại sao nhiều người nhận được mà con không nhận được? Phải không? Phải cầu nguyện với Chúa và xem lại mình, Chúa sẽ chỉ cho mình biết có cái gì đó. Hả? Quên bật công tắc là gì đó. Sao kỳ á? Nhà của tôi máy lạnh không chạy, điện không sáng. Tại sao xe tôi đều không nổ? Nó có một cái trục trặc nào đó. Hả? Chứ đừng có bao giờ bằng lòng nghĩ rằng cái xe của mình là vậy đó. Hả? Nhà của mình là vậy đó. Không. À, Chúa muốn ban phước đến đời sống chúng ta để chúng ta có thể làm chứng về Chúa. Quý vị nhớ. À, và quý vị phải nhớ rằng ma quỷ cũng sẽ nói vào lỗ tai chúng ta và không muốn chúng ta làm chứng. Thế giới này khuyên chúng ta là đừng làm chứng. Phải không? Ma quỷ khuyên chúng ta là đừng làm chứng. Và nhiều người đã nghe. Nhiều người đã nghe. Bằng cách chúng ta chấp nhận một cái đời sống chỉ lo cho phần mình thôi, đúng không nào? Chỉ lo phần mình thôi, lo đây phần mình là lo không nổi. còn trời lên trục xuống, đừng có nói chi mà tôi đưa người khác đến, phải không nào? Đấy. Cho nên á, quý vị thấy rằng, nhưng mà khi mà quý vị không lo cho người khác, không đưa người khác đến với Chúa, thì hãy nhớ rằng chính chúng ta cũng yếu đuối. Người ta nói khi mà chúng ta kéo một người lên đồi thì mình cũng có mặt ở trên đó trước nhất. Trong cái câu chuyện về tình thương mạnh hơn bão tuyết đó, thì câu chuyện của một người họ đi, hai người hành khách đi, hai người họ đi trong giữa một cái cơn bão tuyết như vậy. Và khi thấy một cái người bị lạnh thì cái người kia họ nói thôi, mình bỏ mình đi cho còn mình ở đây là mình cứu người kia là mình chết ngay. Cho nên người này ráng bỏ một mình và đi. Nhưng mà cái người kia đó thì họ nghĩ tội nghiệp quá, người kia sắp chết rồi, cho nên thôi kệ nó, mình cõng người kia đi, được khúc nào hay khúc đó cứu họ. Thế thì ông mới cõng cái người bị lạnh đó đi. Thì khi mà cõng người bị lạnh đi đó, thì ông đi một đoạn thì ông thấy cái người mà đi trước đó, đi một mình nó chết mất rồi, lạnh quá chết thôi. Nhưng mà cuối cùng cái người mà đưa cái người đi đó, cõng người đi đó,
thì được còn sống. Là lý do sao biết không? Tại vì cái thân nhiệt cái thân nhiệt của hai người nó cộng lại, mà khi ông cố gắng ông cõng người kia đi nữa thì cuối cùng ông thắng được cái lạnh và ông có thể sống. Thế thì chúng ta trong cuộc sống này đôi khi mình cứ nghĩ rằng mình lo cho một mình thì mình sẽ tốt rồi, mặc kệ mọi người. Nhưng mà thưa quý vị, không. Nếu chúng ta không giúp người khác, không đưa người khác đến với Chúa, thì hãy nhớ coi chừng chính mình cũng mất luôn cái đức tin của mình nữa. Cho nên chúng ta phải xin Chúa cho mình để mà mình phải trở thành chứng nhân cho Chúa. Chúng ta nhớ ở trong công vụ đoạn 1 câu 8 Chúa Giêsu nói như thế nào? Chúa Giêsu nói như thế nào? Công vụ đoạn 1 câu 8: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ trở thành chứng nhân. Cái câu đó là trở thành chứng nhân và làm chứng về ta tại Jerusalem, xứ Judea, Samaria cho đến mức cùng trời đất. Chúng ta nhận lấy quyền phép của Chúa khi chúng ta tin Chúa. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 12: thế ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đó là khi quý vị nhận lấy quyền phép của Chúa và được tái sanh. Chúng ta được tái sanh và chúng ta sẽ nhận lấy quyền phép của Chúa để trở thành chứng nhân. Như vậy thì chúng ta có hai cái giai đoạn, là cái giai đoạn được tái sanh, và sau khi chúng ta được tái sanh rồi, chúng ta phải nhận lấy quyền phép của Chúa để trở thành chứng nhân. Chúng ta phải trở thành chứng nhân cho Chúa. Như vậy thì Ngài muốn chúng ta trở thành chứng nhân cho Ngài. Và tại sao có một số người không muốn làm chứng về Chúa? Đấy, hồi nãy tôi vẫn đặt câu hỏi đó. Có thể là chúng ta không hiểu về Chúa, không kinh nghiệm về Chúa, hoặc là chúng ta ngại, chúng ta sợ, đúng không? Hoặc là chúng ta nghĩ rằng thôi cái trách nhiệm đó là thuộc về những người hầu về Chúa chứ không phải là của chúng ta. Nhưng thưa quý vị, Chúa muốn tất cả mọi người trở thành chứng nhân cho Chúa. Chúa nói với các môn đệ của Chúa rằng là khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ làm chứng về ta. Và chúng ta sẽ trở thành chứng nhân cho Chúa, giống như 120 môn đồ ở trong ngày lễ ngũ tuần. Khi Đức Thánh Linh giáng trên họ thì bắt đầu họ nói về cái sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Và hôm đó có 3,000 người đã tin Chúa. Vì thế chưa? Không phải là một mình ông Phi-e-rơ giảng, người ta tin. Nhưng mà vì tất cả những người đó được đầy dạy Thánh Linh, và mỗi người đều nói, đều rao giảng về cái sự cao trọng của Chúa, và khiến cho nhiều người ngạc nhiên, khiến cho nhiều người nghe và hiểu ra cuộc đời này là tạm bợ, là chóng qua, và họ phải tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay tôi thưa với quý vị rằng thế giới này họ đương ngủ, họ đương say, có phải không nào? Chúa nói rằng là các ngươi là con của Chúa, con có sự sáng thì không ngủ, không say. Cái chữ ngủ và say ở đây là nói về vấn đề thiêng liêng, vấn đề thuộc linh. Chúng ta không có ngủ và không có say, tức là không mê. Trong thống lúc bây giờ thế giới người ta mê, ta chỉ lo ăn uống cưới gả, và người nào cũng vậy, say mê trong việc kiếm tiền, say mê trong việc danh nổi tiếng, say mê trong cái cuộc đời này, họ không có thời gian nữa, họ đang ngủ đấy. Có một số người đang say, say tức là làm những cái việc mà nó không chính xác. Đấy, loạn chọn. Người say vì thế họ nói lung tung, họ đứng ra đi miết đi cả ngày cả buổi, không đi tới đâu hết đó. Họ làm đủ thứ chuyện ấy mà toàn là phá không à, làm chập rồi được có một chút còn hư bể. Đấy, đó là người say. Nói thì nói không chính xác. Đấy. Và thế giới này đương ở trong cái tình trạng ngủ và say. Chúng ta không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta phải có Chúa ở với mình để chúng ta trở thành những chứng nhân cho Chúa. Như vậy thì những cái trở ngại của vấn đề làm chứng, tức là có thể rằng chúng ta không nhận được, có thể chúng ta không được cái sự trợ giúp của Thánh Linh. Quý vị nhớ, tức là mình không biết,
là mình cảm thấy không có bạo dạn. Quý vị thấy rằng khi mà Đức Thánh Linh ở trên các sứ đồ, họ rất là bạo dạn, họ không có nhút nhát, họ không có sợ gì hết. Mặc dù họ xin lỗi là họ cũng không có cái gì gọi là để tự tin đó. Nhưng hạ nhân Phêrô là ông học ít lắm á, làm sao mà đứng lên giảng mấy ngàn người được? Quý vị nghĩ đi, đúng không? Và Kinh Thánh gọi ông Phêrô là ông dốt á, tức là ông là cái người đánh cá, học không bao nhiêu hết hả. Nhưng mà ông có thể đứng lên ông giảng, rồi ông đối diện với những quan tòa, những người bắt bớ ông, và ông không hề sợ. Người ta ngạc nhiên về cái sự bạo dạn của ông Phêrô. Lý do là bởi vì Đức Thánh Linh ở với ông. Còn nếu không có Đức Thánh Linh thì nhút nhát, sử thách. Quý vị thấy không? Ngay trong vườn Gethsemane, người nào cũng bỏ chạy hết á. À, mặc dù họ được học biết, mặc dù họ có thể rằng 3 năm họ đi theo Chúa và họ trải nghiệm được nhiều thứ, phải không? Nhưng mà khi gặp khó khăn, họ không thể đứng với Chúa được. Khi có một người hỏi, một cái cô đầy tớ gái đến hỏi ông Phêrô rằng là ông có phải thuộc về trong bọn này không? Ông có theo Chúa không? Ông nói không, tôi không biết bà nói gì hết đó. Lần thứ hai tới lần thứ ba, ông thề, ông rủa Chúa, rồi ông chối ngài. Và khi đó gà cắt tiếng gai. Như vậy thì quý vị thấy tại sao một Phêrô mà sau đó ông mạnh dạn, còn trước đó thì ông là nhút nhát. À, tôi và quý vị cũng giống nhau thôi. Bây giờ bình thường biểu nói về Chúa chúng ta không dám nói, đúng không nè? Mời người ta đi nhà thờ không, ta không dám mời rồi. Cái đúng không? Quý vị không nói gì cả, quý vị chỉ mời thôi. Đúng không? Khó không? Không dám mời, không dám nói thấy. Đấy là lý do bởi vì Chúa không ở với chúng ta. Chúa Thánh Linh không ban cho chúng ta cái quyền phép của Ngài để chúng ta bạo dạn. Chúng ta không dám nói, đúng không? Không dám mời ai hết, không dám bày tỏ với ai hết. Và quý vị thấy, và ma quỷ làm điều này để làm tê liệt hội thánh của Chúa. Người ta ngày hôm nay người ta mình thật sự mình thấy nhà thờ cũng tốt ở đâu có chuyện gì, đúng không? Đâu gì sợ đâu đâu. Mà người ta sợ, đúng không? Nghe tới nhà thờ cái họ muốn bắt máy. Gọi điện mà họ đi nhóm họ không quan tâm. Nhưng mà nếu bên đây đã có ca nhạc rồi kia, bên đây có bán hàng sale chỗ này chỗ kia, là ủa có vậy, sao mấy cũng đi, mấy giờ sáng cũng đi. Tôi thấy hồi xưa đi lãnh mấy trăm bà, người ta thấy mấy giờ sáng người ta cũng đi, biết thấy chưa? Nhưng mà khi nói tới chuyện mà lãnh visa để vào thiên đàng, họ nói thôi không tin. Dạ, sao mình không đi uống quá. Thế thì thành ra đó, và quý vị nhớ rằng cuộc đời này luôn luôn chúng ta đứng ở giữa ngã ba đó, luôn luôn ma quỷ đó nó sẽ dành cho chúng ta nhiều điều đó, phải không? Và nếu chúng ta không kiên quyết, nếu chúng ta không thật sự yêu chân lý thì tôi thấy khó lắm, không có dễ đâu, rất là khó. Công ăn việc làm, rồi bạn bè, rồi thú vui, đúng không? Rồi nhà không ai nằm lướt Facebook cũng được, đúng không? À, có nhiều người cũng không làm gì chi, nhưng mà họ cũng không đi. Lý do là như thế. À, thành ra đó quý vị thấy rất là khó, chứ không phải dễ. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói thế nào? Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Quý vị đọc câu Kinh Thánh này, quý vị sẽ thấy ông dân đến là đến để nói về Chúa. Và ông nói bởi lời làm chứng của ông nhiều người tin. Ông ở đâu? Ông dân bất tích, ông ở đồng vắng á, chứ không phải là ông ở bên Mỹ, đúng không? Bây giờ mình ở bên Mỹ mình nói cũng có power không? Có không? Đó mà còn không muốn nói. Đúng không? Bây giờ mình nói bên Mỹ mình nói có là nhiều người ở Việt Nam là muốn nghe rồi đó. Đúng không? Bây giờ Chúa cho mình có một cuộc sống mà tốt đẹp mà mình nói là nhiều người muốn nghe rồi đó, đúng không? À, cái vị trí của mình và cái cuộc sống của mình nhiều điều tốt đẹp lắm, nhưng mà nhiều khi mình chưa muốn nói. Ông dân được mời gọi đến để làm chứng về Chúa. Có một tiếng kêu ở trong đồng vắng rằng hãy đến và băng bằng
con đường của Chúa. Và Kinh Thánh ghi lại rằng dân đã tới. Tôi đọc mấy câu của Thánh này. Có một tiếng gọi và dân đã đi theo cái tiếng gọi đó. Ông đã đến tại đồng vắng thật sự. Có một tiếng kêu trong đồng vắng. Hãy đến và băng bằng con đường của Chúa. Những cái đồi nóng phải hạ xuống, những chỗ trũng thấp phải làm cho đầy. Và dân đã tới. Dân sống một cuộc sống rất nghèo khổ. Ông hàng ngày phải tự đi làm để mà kiếm ăn. Ông đi bắt mật ong, bắt ong rừng cũng bị chết nhiều lắm đó, đúng không? Ông bắt những con châu chấu rồi có lẽ đem về rồi nướng lên và ông ăn. Với một cuộc sống rất là đơn sơ. Và ông ở ngoài đồng vắng, ông bắt đầu rao giảng. Có lẽ là một đôi người nào đó thấy cuộc sống của ông rồi bắt đầu họ lạ quá, ông này hay quá, ông này buông bỏ hết mọi sự, ông này hay quá, và bắt đầu họ để ý, họ đi theo, đúng không? Nếu mà bây giờ mà có Facebook rồi nữa, là có YouTuber rồi nữa, là chắc họ đưa lên. Và ông Giang Phúc Tích còn nổi hơn những cái người mà bây giờ được nổi danh, bưng nồi cơm biển đi rồi đã được nổi danh nữa, phải không? Dạ, dạ. Nhưng mà hồi đó không có YouTuber đó, mà người ta cũng tới ào ào, ghi nhớ nè. Và bắt đầu một số người thấy cái cuộc sống của ông Giang như vậy, họ về họ đồn, họ cả thành Jerusalem tất cả đều đến với ông Giang Baptist để mà nghe. Và ông không có nói những cái lời nịnh bợ đó nha. Ông không có đến đó, ông nói thôi mời quý vị đến đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị cái này cái kia, không có. Cái sứ điệp mà ông Giang nói đó là quý vị thấy ông nói rất là thẳng thắn, bởi vì cái cuộc sống ông như vậy mà. Và cái sứ điệp mà ông rao giảng, cái bài giảng, cái trọng tâm của chức vụ ông là một cái chức vụ khai phá. Ông nói bây giờ cái búa đã để kề gốc cây rồi, cây nào mà không xanh trái là đốn. Cách giảng của ông á, hỡi loài rắn lột kia. Ông giảng như thế đó. Và quý vị thấy rằng cái lời rao giảng của Giang Baptist đã thu hút được rất nhiều người. Mặc dù những lời đó họ không thích nghe đâu, nhưng mà cái sự thật đánh động họ, đánh thức họ. Và nhiều người đã đến với Giang Baptist và đã chịu báp têm. Này, và ông Kinh Thánh nói rằng người đến là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Đọc câu đó quý vị thấy qua ông Giang nhiều người tin Chúa. Và ông Giang đã làm chứng cái cuộc đời của ông đó, nó không có đơn giản như quý vị thấy. Ông không phải tạm tạm ở trong sa mạc một thời gian, nghèo khổ một thời gian rồi sau đó Chúa cho ông lên giàu có không? Không có. Cuộc đời của Giang Baptist là một cuộc đời mà quý vị thấy ông rao giảng, nhiều người đến với Chúa, rồi sau đó ông bị chém đầu, cũng chỉ vì làm chứng nhân, cũng chỉ vì là rao giảng. Ông bị chém đầu, người ta chém đầu ông và để trên mâm. Vì ông ngăn can, vì ông cảnh cáo tội lỗi, vì ông kêu gọi mọi người hãy trở về với Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy khi nói về Giang Baptist thì Kinh Thánh không có nói sao mà cuộc đời ông nó tội nghiệp vậy, xui xẻo vậy. Nếu bây giờ người đời nhìn vô thì nó thấy sao tội nghiệp vậy, ông hầu vị Chúa, ông trung thành, ông hy sinh, ông buông bỏ, đúng không? Ông sống thanh bạch, ông sống là không gian tham ai, và ông sống là quên mình, ông rao giảng mà cuối cùng ông bị vậy. Kinh Thánh nói như thế nào, Chúa như thế nào? Chúa nói rằng là ông Giang Baptist là một người được phước, được ơn, và là một người rất là lớn ở trong nước thiên đàng, phải không? Không phải nhỏ. Như vậy thì khi mà chúng ta bước vào trong cái công việc, chúng ta nói về Chúa, về dĩ nhiên ông Giang Baptist thì là đặc biệt rồi. Không có ai Chúa kêu gọi mình như vậy rồi mình sẽ bị chém đầu. Nghe tới đó nhiều người nữa thôi, thưa mục sư, cho em cho em rút lui. Nghĩ luôn. Mà tôi thưa quý vị rằng không dễ gì được vậy đâu. Chúng tôi cũng được chọn như giống như ông Giang Baptist. Đó là những người giỏi đó, đó là những người lính giỏi mới được
chọn cái công việc đó, mới được đứng cái vị trí đó. Thấy không? Nhìn ở đời này thì chúng ta thấy rằng dường như dân báp tít là có được gì đâu, đúng không nè? Dân báp tít cũng không có vợ, không có con, rồi cũng không có gia tài, rồi cũng không nổi danh, cũng không được cái gì hết, đúng không? Nếu mình nhìn ở đời này. Nhưng mà trong nước Đức Chúa Trời thì ông Giăng Báp-tít là một người được ơn phước của Chúa rất lớn. Và Đức Chúa Trời chọn ông đấy. Ông là một người lính giỏi mới có thể đứng cái vị trí đó. Còn chúng ta gọi là không có được đâu. Đừng có ha. Cho nên đừng có sợ. Đừng có sợ rằng mình bị như vậy. Ha ha. Và quý vị thấy Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta để làm chứng nhân. Và chúng ta sẽ cùng học hỏi để chúng ta mong rằng là chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân cho Chúa. Bởi vì đây là một công việc vô cùng thiêng liêng, vô cùng quan trọng. Và tôi thưa quý vị đó. Và cũng không phải là khó. Bởi vì Chúa sẽ đồng hành với chúng ta. Cái ông mà ông bị quỷ ám rồi Chúa chữa lành cho ông. Ông nói xin Chúa cho con đi theo Chúa. Chúa nói không, ngươi đi về đi. Về nhà ngươi, nơi trong vòng bà con ngươi, và hãy thuật lại thôi. Thuật lại thế nào mà Đức Chúa Trời đã cứu ngươi. Chỉ như vậy thôi. Và người này đi về có làm chứng không? Có, cảm ơn Chúa. Người này đi về và ông đi hết cả cái 10 cái thành. Ông kể lại câu chuyện của ông. Chỉ thế thôi. Dạ, được rồi cô. Cảm ơn cô. Thì quý vị biết á, là người này trở về và làm chứng về Chúa. Đấy. Chúng ta chỉ thuật lại thôi, đúng không? Ngày hôm nay tôi và quý vị nghĩ làm chứng khó không? Khó. Chỉ mà khó có chứ. Nói quỳ thôi. Ok. Thời hôm nay á, là tôi thưa quý vị là không khó. Thứ nhất là mình ở bên Mỹ là không khó nè, đúng không? Nếu quý vị ở Việt Nam, quý vị ở một số nước mà người ta bắt bớ đạo á, ví dụ ha, bây giờ Việt Nam cũng hết rồi, thì quý vị thấy khó đó, đúng không nè? Đấy là cái khó mình thấy trước mắt liền, mình không thể nói. Bây giờ mình nói là không ai cản mình, không ai cấm mình hết. Chúng ta được quyền chia sẻ về cái niềm tin. Đấy. Rồi chúng ta cũng đương ở trong một cái hoàn cảnh dễ hơn, đó là chúng ta không ở trong tù. Ông Phaolô đúng ở trong tù, hay là ông Giăng Báp-tít ở trong vắng nó khó. Còn mình ở đây không có ở trong cái điều kiện khắc nghiệt đó. Thấy không? Dễ không? Dễ. À, bây giờ phương tiện dễ không? Ồ, ngày hôm nay phương tiện, ngày xưa đó quý vị muốn nói, muốn cho nhiều người biết về Chúa đó rất là khó. Quý vị làm sao để lên được đài truyền hình mà nói? Không làm sao để lên đài phát thanh mà nói. Không biết chừng nào mà có thể làm được việc đó. Phải không? Nhưng bây giờ quý vị được gọi là rất thuận tiện, muốn nói là nói, muốn chia sẻ là chia sẻ. Có không nào? Như vậy thì quý vị thấy dễ hay đâu có khó đâu. Thời này rất là dễ, không có phải là khó. À. Bởi vì mình nghĩ nó là khó. Nhưng mà thật sự ra tôi thưa quý vị rằng bất cứ lúc nào khi chúng ta làm công việc Chúa thì Chúa ở với mình. Chúa nói rằng là hãy đi nhân danh Đức Cha, Đức Thánh Linh, là phép báp têm, hãy dạy cho họ giữ mọi điều mà ta truyền dạy các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Và quý vị nhớ rằng khi chúng ta càng hầu vị Chúa thì Chúa càng ở với chúng ta. Hãy nhớ như vậy. Còn mình lo chuyện khác thì cái chuyện đó khác. Chúa hứa với mình cái câu Matthew 28 câu 18 đến 20 đó, là Chúa hứa với những người hầu vị Chúa. Chúa ở với họ, Chúa bên vực họ, Chúa đứng về phía họ, Chúa thêm sức, thêm ơn, dẫn dắt và luôn mở đường, luôn tiếp trợ cho chúng ta. À, bởi vì chúng ta đang làm công việc Chúa mà. Phải không? Cho nên nó không có khó. Tôi thưa quý vị không khó. À, ngày hôm nay chúng ta có thể, bây giờ quý vị có thể nói mà cả mấy ngàn người nghe. Hồi xưa không bao giờ chúng ta có thể nói mấy ngàn người nghe hết, đúng không? Không bao giờ có được gì đó. À, ngày hôm nay có thể được. À, và tôi thấy ngày hôm nay hay quá. Phải nói như thế. Chúng ta đừng sống trong cái thời đại rất là thuận tiện.
Ngày xưa đó chúng tôi học lại nó mua sách mua vở tốn tiền rồi đủ thứ. Bây giờ không có cần nữa, không cần sách vở nữa, nó thật thế. Hả? Tất cả chúng ta đều có thể học một cách rất là dễ dàng. Và quý vị có thể chia sẻ ở nhà, là quý vị có thể chia sẻ về Chúa cho nhiều người. Vì vậy cho nên hãy cầu nguyện. Điều khó là gì? Khó là chúng ta có thời giờ không? Chúng ta có tấm lòng hay không? Chúng ta nghĩ nó khó bởi vì khi chúng ta không yêu thì chúng ta thấy khó không? Cái gì ai hỏi bận, phải không? Ai hỏi cô mà cô không yêu người đó, dạ xin lỗi tôi bận, đúng không? Cho tôi số điện thoại, dạ xin lỗi tôi không dùng điện thoại. Còn có cái người mà chúng ta yêu thì sao? Đưa trước luôn. Tại vì mình yêu, cái đúng không? Cho nên á, khi mà mình yêu thì mình mới dành cái thời giờ. Còn mình không có yêu thì tôi thưa quý vị là không bận là chúng ta cũng làm ra bận á. Giống như có cái ông kia lúc nào ông cũng để cái mũ với cái cây gậy ngay cái cửa ra vào á. Cái người nào mà gõ cửa đi vô á mà ổng quý mến á, ông ra ông tiếp, ông nói ồ mừng quá tôi mới đi về. Còn người nào mà không thích á thì ổng ra ổng nói xin lỗi bây giờ tôi phải đi. Thì ông cứ để ngay cái cửa đó. Quý vị về đừng có làm gì. Để ngay cái cửa. Ông đó hay lắm. Cái này cái người nào họ tới hơn cũng vui ông. Người ông từ chối họ thì họ cũng ok. Ok, có lý. Rồi ông coi như thôi, bận là tôi phải đi. Cho nên ha, cho nên khi mà mình không có yêu á thì chúng ta có trăm ngàn lý do. Còn chúng ta yêu thì chúng ta sẽ muốn nói tới, muốn nhắc tới, muốn kể lại tất cả những cái gì của người yêu chúng ta. Tôi viết tên em trên lá, trên hoa, rồi tôi viết tên em trên đá, rồi nữa viết khắc đủ thứ. Quý vị thấy nhiều nơi người ta khắc đủ thứ tên, mà cái tên đó là tên gì? Tên đó của những người mà họ yêu mến. Còn cái người không yêu mến nhắc tới cái mình cũng muốn nhắc nữa, đúng không? Thế thì nếu chúng ta thật sự yêu mến Chúa, giống như ông Phaolô đó, ông nói tôi không còn biết gì nữa hết, cuộc đời này tôi không biết gì nữa hết ngoại trừ Chúa. Ông nói như thế. Câu chuyện mà tôi thích nhất đó là Chúa. Tôi say mê để nói về Chúa, và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy nói về Chúa. Tại vì Chúa muốn chúng ta trở thành chứng nhân cho Ngài. Chúa muốn mỗi quý vị trở thành chứng nhân. Và quý vị nhớ rằng Chúa ban phước cho chúng ta. Mục đích của chúng ta sau khi quý vị tin Chúa, sở dĩ Chúa còn để mình còn sống đây, chứ đúng là mình đã chết rồi, xong rồi mình chết rồi để mình đi thiên đàng chứ. Cái đúng không? Tại sao Chúa để mình sống ở trên thời gian? Để mình làm chứng, có phải không nè? Đó là mục đích. Nếu quý vị mình tin Chúa rồi thì cái việc của chúng ta là vào thiên đàng, nhưng mà Chúa còn để mình sống ở trên thời gian này là để mình làm chứng về Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta cứ xin Chúa ban phước. Có nhiều người cứ chỉ đến nhà thờ để xin Chúa ban phước không đâu, nhưng lại không biết rằng Chúa đang chờ đợi. Chúa đang muốn chúng ta. Ta các ngươi không chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi. Và kết quả, xin Chúa cho tôi và quý vị để hãy nghĩ đến vấn đề làm chứng. Hãy nghĩ đến cách nào đó mà chúng ta sẽ đưa nhiều người đến với Chúa. Bởi vì đó là mục đích mà Chúa còn để chúng ta trên trần gian này. Giống như Phaolô nói đó, tôi nôn nã để vào nước của Chúa, nhưng sở dĩ tôi còn ở lại đây là vì công việc của Chúa, vì cái sứ mạng mà Chúa trao cho mỗi chúng ta. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy nói về Chúa. Hãy cầu nguyện và xin Chúa cho chúng con trở thành chứng nhân cho Ngài. Chúng ta còn sẽ nói về đề tài này nữa. Cái cách để chúng ta có thể sống và làm thế nào để trở thành một chứng nhân. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái ý nghĩa của sự làm chứng và những cái trở ngại khiến cho chúng ta không muốn làm chứng về Chúa. Và quý vị biết rằng nếu chúng ta đi trong cái con đường không làm chứng về Chúa thì chúng ta sẽ bị Chúa từ chối. Có không?
chứ không phải là Chúa không từ chối mình đâu. Chúa nói nếu ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ ra trước mặt Cha ta trên trời. Và ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta trên trời. Đây là một lời chúng ta đáng phải nhắc nhở mình. Chúa muốn chúng ta hãy làm chứng nhân cho ta. Chúa muốn chúng ta hãy giống như Giăng Báp-tít làm chứng về sự sáng. Và bởi sự làm chứng của chúng ta, mong rằng nhiều người sẽ tin Chúa, nhiều người sẽ được cứu. Bắt đầu hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện. Xin Chúa cho con, để con có thể trở thành chứng nhân cho Ngài. Con là chứng nhân cho Ngài trên đất này. Con sẽ khiến nhiều người tin Chúa. Con sẽ làm chứng về Chúa, về sự sáng của Ngài, về phước hạnh của Ngài. Xin Chúa ban phước và xin Chúa ở với chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên để chung cầu nguyện quý vị. Chúng ta hướng lòng về Chúa và dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha từ ái của chúng con. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con có thời giờ để chúng con học lời của Chúa hôm nay. Ngài muốn chúng con trở thành chứng nhân cho Ngài ở trên đất. Lạy Chúa, xin cho chúng con đắc thắng tất cả những sự yếu đuối, những sự cám dỗ của ma quỷ. Và xin cho chúng con để đời sống của chúng con trở thành chứng nhân cho Ngài ở trên đất này, làm vinh danh Ngài, để đưa nhiều người đến với Ngài. Con cảm ơn Cha. Xin Cha ở cùng, xin Cha ban phước trên tất cả chúng con. Và cầu xin Chúa ban phước cho buổi nhóm buổi chiều hôm nay, trong ơn của Ngài, trong Thánh Linh của Ngài. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.